Trước mắt các bác và anh em, anh Nguyên đang giới thiệu về cụ đẩy MacroTech 2004. Đây là một cụ đẩy sản xuất tại Mỹ và do Mỹ sản xuất, sử dụng 24 sò sắt. Cụ đẩy này trong tình trạng đẹp xuất sắc luôn nhá. Máy móc là khô zin, đẹp, âm thanh cân bằng, chuẩn, mặt mũi đẹp. Sản xuất tại Mỹ, Made in USA. Bây giờ em sẽ tháo nội thất và giới thiệu chi tiết cho các bác để nghiên cứu nha. Trước mắt các bác và anh em, anh Nguyên đang giới thiệu về một cụ đẩy Crown MacroTech 2004. Đây là một cụ đẩy bãi được sản xuất tại Mỹ và do Mỹ sản xuất. Thì cục đẩy này vẫn còn trong tình trạng đẹp xuất sắc như mới luôn nhé. Mặt mũi sáng trưng, tất cả các góc cạnh đều là chưa bị mẻ, chưa méo, chưa sứt. Cũng như là nội thất vẫn còn sạch sẽ, khô ráo và đẹp mắt. Thì với cấu tạo của cục đẩy Crown ấy, thì thông thường ấy là khi các bác sử dụng ấy, thường là ghép cho dòng loa như là loa Bose, loa JBL, thì luôn luôn nó đảm bảo một chất âm ra ngọt, ra trong, ra sạch, mềm mại và chi tiết. Thì mẫu đẩy này hôm nay em nhập về được một cục thôi nhé, làm một clip giới thiệu đến các bác và những người đang có nhu cầu tìm hiểu và muốn mua sắm cho mình những cái mẫu đẩy Crown này. Đầu tiên là cái mặt quá nhá, đây mặt mũi em nó đây, có thể nói là rất là đẹp. Đây còn gọi là bạch công tử nhá, chưa xuất sát tất cả cái gì cả đấy. Anh em xem này, với đẩy bãi này em nghĩ là rất là đẹp rồi đúng không, không còn chê rồi đấy. Thế còn về phía sau em đã quay chi tiết, xong em quay về nội thất quá nhá. Ở đây là phần sau của nó. Thì với cái dòng này rất hay cái là nó chạy điện áp là 220. Do vậy các bác không cần cục đổi nguồn, không cần phải lọc nguồn bác nhá. Chạy điện áp 220 đấy. Và có tất cả là 3 chế độ đánh, 1 đánh CT, 2 là bridge, đánh chập kênh, 3 đánh parallel. Đường vào nó hỗ trợ là jack 6 ly và jack Calong. 6 ly của Calong này. Được sản xuất tại Mỹ, Made in USA. Dây ra loa là dùng jack kẹp. Đó. Có hai cái dơ le bảo vệ khi mà bị chập tải. Đấy. Put to reset. Và đời MacroTech nó khác đời Mi ấy bác nhá. Nó thêm một cái hộp nữa đây. Thế đấy Mi cơ bản là nó không sẽ bỏ cái hộp ấy đi. Đời Mac thì nó sẽ có cái hộp này. Đấy. Bác có thể quan sát. Rất đẹp đúng không ạ? Và dòng này nó sử dụng hai tụ lọc nguồn. Đó là tụ vương miện đến từ thương hiệu Philips. Tụ rất to bác nhá. Rất to. Trông rất còn mới. Đít điếc chưa phòng. Do vậy khả năng mà phóng xả điện nó vẫn tốt bác nhá. Vẫn rất là tốt. Tụ bền cao. Tụ vương miện mà Philips. Chạy một quạt gió đồng trục nằm ở giữa đây. Đấy. Quạt gió. Ok chưa? Tiếp đến thì cái này nó sử dụng hai biến áp bác nhá. Hai biến áp. Và lõi phe đít thì hai biến áp này có nhiệm vụ là cấp áp riêng biệt cho hai kênh, cho hai vế để hoạt động một cách độc lập. Và có những cái dơ le bảo vệ nguồn. Thì thực tế bác nhá, với cấu tạo của cụ đẩy Crown thì nếu các bác quan sát ấy thì ở bên ngoài sẽ có một cái lá đồng nó quấn xung quanh cái lõi của cuộn dây để có nhiệm vụ là chống nhiễu, chống tạp âm, chống bị kiểu như là nó biến áp nó kêu khi mà điện áp chạy qua. Thì có cái là nó màu vàng, có cái là màu đen. Thì cái dòng màu vàng quá nhá và màu đen đấy thì không phải là tốt hay xấu, không phải là cao hay là thấp, mà có những thời điểm thì nhà xuất người ta sẽ không mạ một lớp sơn vào đây, nhưng mà có những cái đời thì nó sẽ quét lớp sơn đen đây. Đấy. Nếu mà lấy một tay bác cạo ra này thì nó sẽ bật lớp sơn ra là sẽ có màu đồng bằng cháy quá nhá. Đó, cho nên là cái việc mà cái màu đen này và màu đồng ấy là hai cái liệm hoàn toàn giống nhau nhá. Một cái là nó có quét lớp sơn, một cái là không quét lớp sơn. Đó, bác lưu ý em đi nhá. Như vậy thôi. Và tiếp tục nữa thì con này để này mạch mũi còn sáng quắc bạn. Đấy, nhìn này, rất là sáng đẹp.
và chạy sò vương miện. Thì em lưu ý rằng có những đời để cá rau ấy, nó có chạy, tức là một nửa vế này là chạy vương miện, một nửa vế là không chạy vương miện. Cái điều đó nhá, nó không ảnh hưởng gì, tức là nó sản xuất theo đời. Thì có thể năm nay sản xuất này nhưng chắc lắm nó kiểu khác đấy nhỉ, không ai cấm được nhà xuất cả đúng không, mà cứ miễn là đúng cá rau của Mỹ xịn là ok. À, và cái này đợt này thì em thấy là chạy sò vương miện đấy, mã sò là C81874. Sò quá đẹp, coi như là zin từ con sò luôn, mạch khô đét. Còn những trắng trắng đó là cái dầu, đây gọi mỡ với nhá, mỡ tỏa nhiệt, mỡ tỏa nhiệt vương miện 100% hết, rất đẹp. 24 sò sắt với nhá, đây 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, đấy bên này 12 là 24. Đây em soi bác này, vi la soi, vi la soi về sò sắt. Đấy, tất cả những cái dây cáp để kết nối tín hiệu vào ra này vẫn còn rất là sạch nhá, cái này sạch này. Đấy, cái lạt niết còn nguyên này, sạch lắm. Chung con này là đẹp. Thì giá thời điểm này nó nhập nó cao quá nhá, rất là ế. Nó thật sự các bác thời điểm này bán hàng rất là ế, thế nhưng nhập hàng rất là cao, bởi cái biên bây giờ nó hơi chắc do cái việc mà kiểm soát Covid ấy, cho vậy cái giá của nó ấy, nó sẽ bị lên lên do cước vận chuyển vào nhá, nó qua rất nhiều cầu. Thì đáng lẽ ra bây giờ khi mà hàng vận chuyển từ điểm A sang điểm B là đến đích luôn đúng không, nhưng mà giờ là từ A sang lại sang B sang C sang D lòng vòng á, thì nó mới về được bọn em bán được, cho vậy cái giá nó sẽ bị đội lên so lúc trước ban đầu nhá. Thì hiện nay củ lẩy đẹp như này, xịn như này, bao nhiêu zin này, em đang chào với giá dao động tầm khoảng 19 triệu, khoảng 19 triệu đấy, trên dưới 19 triệu. Thì con đẩy này có thể ghép với những đôi loa Bose như 601 như này, hoặc những cặp loa Mỹ như là 4655 826, hoặc là những đôi Yamaha Mỹ kia, hoặc là những đôi như 525 của Mỹ đấy, 525 của Mỹ. Thì bao giờ đảm bảo bác cái tiếng ra rất là ngọt đấy nhé, nó ngọt và rất là hay. Bây giờ em mời các bác nghe thô trực tiếp em đánh con Crow này với đôi loa Bose 601 3 này. Con này là hết số nhá, con này là đôi loa Bose này em này đẹp như kim nhật luôn. Đấy, thật sự các bác như vậy. À, rồi mời các bác cùng thưởng thức nhá. À, chất âm sạch, chất âm chi tiết và chất âm đúng kiểu Mỹ luôn. Hôm nay em toàn chơi Mỹ nhá. Đấy. Lặng lối tôi đi, đi tìm quá khứ, dấu in gót giày. Quá đẹp đúng không? Theo mây về cuối trời. Quá trời ơi, đúng là Mỹ thật là vàng cháy. Lặng lối gọi là tôi vàng không tở. Rồi là bạch không tở. Quá khứ dấu in gót giày theo mây về cuối trời. Ba của anh hay phết nhỉ, điểm ba sâu hết nhỉ. Băng này được, loa bốt này nó có hai loa bát đó nhá, 20, một loa bánh phía trước, một loa bánh trước, rồi 4 tép, 2 tép bánh sau và 2 tép bánh trước. Hay phết đấy nhỉ, sâu đấy, bát sâu. Mọi tin mua sắm các bạn nhé, số điện thoại 0936 583 110 nhá. Anh Nguyễn sẽ là sản phẩm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhá. Hay lắm các bạn.